Hello, sao tôi thấy giống mình đi vòng vòng quá vậy? Hello, à ra chỗ này, trong này có gì đây? Tội quá. Ok, trong này có một con chip, phía sau nó có một cái gì đó tôi không biết. Đây, một cần gạt ở đây. Đi thôi, let me go. Ok, nói chung là hôm nay chúng ta sẽ làm một cái việc rất là vô nghĩa các bạn, đó là biết mất em nhưng sao lòng anh vẫn nhói đau, nhói đau. Dù chẳng nói ra câu nhưng anh vẫn luôn ở phía sau, phía sau. Là người chờ em bờ vai sẽ chia câu chuyện. I will be waiting for you. Bấm bay ra. Ok, sao đi mọi người nha. Ok, hello, xin chào các bạn, những người ta đọc và những người ta sắp đây và những người ta không bao giờ quay đi. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Sino Episode Vlog tôi, tập truyện đọc 6 đây. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái ngày mới ở trong làng rắc rối. Thì trước khi vào video này thì các bạn hãy để lại một like, một share, một subscribe cũng như một comment cho kênh YouTube của Sino Episode để Sino có động lực làm anh nhiều video hay hơn. Mà cũng đừng quên ấn vào cái chuông thông báo kế bên cái nút đăng ký để nhận thông báo về video mới nhất của Sino nha. Và nếu bạn nào ủng hộ cho video đó có bằng mình, các bạn hãy làm tất cả những điều trên tương tự với các thành viên còn lại trong video rắc rối, gồm có Ruby TV, cũng mà không có cái đăng hình tượng mà Ruby TV nhé. Và nếu bạn nào đã làm tất cả những điều trên rồi thì các bạn hãy comment phím 1 cho Ruby, còn nếu bạn nào chưa làm thì các bạn hãy làm để ủng hộ cho Ro, và các bạn comment luôn cho Ro biết nha. Ok, rồi thì ngày hôm nay là một cái ngày là mình quyết định sẽ thực hiện một cái điều mà tất cả các bạn yêu cầu rất là nhiều trong thời gian vừa qua, đó là Siro ơi hãy khám phá bí mật của SCB đi. Và ngày hôm qua thì Ro đã tìm được một con map, nó ghi là SCB gì đó, chúng có chữ SCB và mình chắc là trong đó nó sẽ cung cấp kiến thức cho mình, và mình sẽ vào mình chơi thử coi mình sẽ biết được những gì về SCB nếu mà mình chơi con map này nha. Rồi thì trước khi chơi thì vẫn như thường lệ thôi, mình phải chuẩn bị đồ trước. Nhưng mà trước khi chuẩn bị đồ thì mình phải trả lời comment của mọi người ở trên YouTube trước, để mình coi cái video gần nhất của mình có ai đặt comment cho mình hay không. Thì cái video gần nhất của mình có tên là tộc trưởng giả vờ chơi map dropper để thử lòng fan và cái kết. Thì nếu bạn nào đã xem cái video đó rồi thì các bạn hãy comment phím 3 cho tôi biết, còn nếu bạn nào chưa xem thì các bạn hãy xem nha. Ok rồi, comment đầu tiên đến từ bạn Thu Lan Ngô. Anh ơi, tại sao anh đặt tên kênh là Siro Official vậy? Mong anh Ro cho comment em lên video nha, và anh trả lời nha. Ok thì Ro đặt tên kênh là Siro Official là rất đơn giản thôi, tại vì Ro thích. Tại vì Ro thích uống Siro. Như bạn đóng già đóng non là Ro đặt tên Siro Official bởi vì Ro thích bóng đá. Ro đặt tên thì chỉ là Messi với Siro với Ronaldo cộng lại là Siro, đúng không? Không phải, Ro không có biết gì về bóng đá các bạn ơi. Căn bản là do Ro làm ở trong pha chế nên là Ro rất là thích những cái món về Siro. Siro dâu nè, Siro sữa nè, Siro sô-cô-la nè, rồi Siro cà phê trộn cà pháo nè, đó tùm lum hết. Thì cái đó là lý do tại sao mình đặt tên kênh là Siro Official. Rồi comment thứ hai của bạn Binh Hủ. Sao anh không ra video hướng dẫn skill vậy? Anh làm tiếp đi. Thì nếu bạn nào chưa có cái video hướng dẫn skill của mình thì mình sẽ để cái tên cũng như là cái video đó ở phía bên phải màn hình đây. Đó, các bạn có thể tìm theo cái tên này và các bạn tìm đến cái video hướng dẫn của mình nha. Rồi comment tiếp theo đó là mèo chảnh chọe. Hai thằng con trai chơi chung với nhau là chơi game, nhiều fan Siro lạ liền vào lò. Đấy, bạn này nói đúng này. Có rất nhiều bạn hỏi là tại sao gần đây anh không chơi với Hùng nữa, hay là em giận anh luôn thì anh không chơi với Hùng. Nhưng mà mỗi lần tôi chơi với Hùng thì các bạn lại kêu tôi là chơi game. Bác ơi, sao các bạn nở lòng nào các bạn nói một cái thằng gọi là cu te phô mai que như tôi là chơi gay, trong khi tôi ngầu như vậy mà tôi là một thằng trai thẳng, tôi ngầu như vậy tại sao mấy ông lại kêu tôi chơi gay? Quái, sai sách, đó là một sự xúc phạm, đó là không hợp lý, đó là một sự xúc phạm đối với tộc trưởng, không được. Đó là đó lý do là sao tôi không chơi với Hùng nữa. Đó, cứ bao lần chơi với Hùng các bạn kêu tôi chơi gay, tôi không hiểu tại sao luôn mấy ông, lạ lắm rồi nhờ. Ok rồi, câu hỏi tiếp theo. Lạc lạc chia tay Ruby đi thì tất nhiên câu trả lời sẽ là rồi. Rồi tiếp theo là cá kho TV. Anh ơi, tại sao anh lại chọn chị Ruby mà không phải là người khác như chị Kuma đó? Thì bởi vì mình thích, mình thích ai mình chọn người đó thôi, chứ không lẽ bây giờ mình thích ăn cơm cái bạn bắt mình ăn cắm sú là mình phải ăn hả? Không, no, không phải như vậy. Mình thích ai mình chọn người đó thôi. Rồi ok, tiếp theo là gấu con đáng yêu. Nếu Ruby là tộc trưởng còn chị Ruby là gì? Ruby là phu nhân của tộc trưởng.
Rồi đó là tất cả những câu hỏi mà mình chọn lọc ra được ở trong cái video đó. Rồi thì bây giờ thì chúng ta sẽ vào nhà và chuẩn bị đồ để đi qua con mắt kia thôi. Ok, và bây giờ mình đã đến được với trung tâm của SCB rồi các bạn. Từ đấy mình coi sau lưng của mình có mấy tấm bảng này. Map làm bởi Minh Văn. Các bạn số ID là 84000236. Nếu bạn nào thấy map này hay, map này vui thì có thể bấm map số ID của bạn này lên thư viện mini tải về để ủng hộ cho bạn này nha. Chúc vui vẻ đi xuống cầu thang có cái rương. À vậy là ngày hôm nay mình sẽ... Ủa sao có máu ở đây nè. Hôm nay mình sẽ đi tham quan cái trung tâm SCB các bạn. Tức là mình sẽ có những cái mẹo về SCB, những cái hiểu biết hơn về SCB. Bởi vì mình chưa biết SCB là cái gì hết. Ok, SCB 078 phân loại nguy hiểm. Là cái gì ta? Từ từ, bạn này kêu là đi xuống cầu thang có cái rương. À tức là mình sẽ đi xuống đây hả? Là dưới đây có cái gì đây? À! hello? Hello, motherfucker! Ê, lọt đi coi. Hello? Rồi, vậy là SCB hả? SCB nhìn ngộ nghĩnh nhỉ? À đây nè, bạn kia kêu. Ủa, sao cái con này nó đánh mình hả? À, nhưng mà nó đánh mình chạy nhanh nè. Ơ, à, thôi đánh chị ta, có mất máu không? Ôi, có mất máu lại đây. Ui. Ủa, tại sao kêu mình đi tham quan, đáng lẽ nó phải gọi là có một cái gì đó nó an toàn, giữ an toàn cho khách chứ tại sao mấy con này lại đánh mình ta? À, phân loại nguy hiểm mà. Ok, nhưng mà tại sao kêu đi tham quan là có dây điện đây, từ từ bên đây nè. À, có cái tấm bảng bên đây nè, gì đây? Trung tâm SCB bị tấn công, tất cả hãy sơ tán, bạn bị mắc kẹt ở trung tâm SCB. Giờ thì hãy chạy thoát khỏi đây. Wow. Ồ, tôi hiểu ra vấn đề các bạn. Vậy là tính ra là bây giờ là mình đột nhập vào trung tâm SCB để tham quan. À không, lộn. À, mình không còn phải đột nhập vào trung tâm SCB để tham quan nữa, mà mình bây giờ là đột nhập vào trung tâm SCB để trốn thoát khỏi trung tâm SCB. What? Đó là một cái gì đánh hắc não phải nờ các bạn. Chắc không phải IQ vô cực rồi. Ờ, và đây là một cái map giải mã. Ồ. Tôi tưởng đâu vô đây nó sẽ cung cấp kiến thức về SCB cho mình. Ai dè vô đây nó cho mình đi trốn thoát khỏi đây. Đấy rồi. Ok. Vào chưa tham gia gì cái được cái gì hết trơn, mình đất kia mình trốn thoát rồi. SCB 096. Hello SCB 096. Ai? Ôi. Ôi, có để đánh mình à. Ok, cái điều đấy không quan trọng. Tất cả không quan trọng, quan trọng là bây giờ mình map này kia mình phải trốn thoát đúng không ta? Là bây giờ mình phải đi tìm dây điện nè. Ok, tôi lại hiểu ra một cái gì đó rồi đó. SCB 999. Hello. Đánh nó có đánh này mình không ta? Không có, con này hiền này. Hello, mặt thổn nhỉ. Con đấy nhìn khắc khắc của ta phết đấy. Hello. Không quan tâm, tao đi ra đây. Ok. Rồi. Vậy là bây giờ mình phải đi mở mấy cửa phòng này đúng không? Cửa phòng này đi chưa? Ờ, cửa này đi rồi. Cái cửa này là cái cửa mới đầu thì phải. Rồi, qua cái cái này là SCB 198. Ủa, SCB là gì các bạn? Rồi không biết SCB là gì luôn á các bạn. Có thể các bạn nào biết SCB là gì các bạn comment phía bên dưới cái phần comment cho Robit đi. Thật sự là Rô không biết SCB là cái gì luôn á. Thấy các bạn nói rất là nhiều và thử thách Rô rất là nhiều về chơi SCB đi. Rô không biết SCB đi và Rô không biết SCB là cái gì hết. Ok. Ôi, cái gì đây? SCB 1003. Cháu ơi, ba má cháu là ai? Nhà cháu ở khu nào? Quê quán ở đâu? Có thua hơn hay hơn chú không? Ba má mày là ai? Quê quán mày ở đâu? Thua hơn hay như tao? Mà tại sao cháu lại đi vô đây thế này? Tại sao SCB ở cái con này mà cái con này không đánh mình? Ok, khịa cái thôi. Ôi trời ơi, nó đánh tôi. Ôi. Ủa, con này đánh mình các bạn ơi. Sai sách. Ôi thôi thôi. Ôi trời. Cháu nhỏ mà cháu mất dài quá cháu. Cháu có biết là chú hơn cháu mấy cái đầu không? Ai, chết tôi rồi. Từ từ nào. Mở cửa, chạy. Ôi, ôi thôi rồi, chết tôi rồi, thôi rồi lượm ơi, chúng ta không thuộc về nhau, chúng ta không thuộc về nhau, niềm tin đã mất, giọt nước mắt con ký ức anh chìm sâu, chạy các bạn ơi. Rồi mình sẽ mở cửa cho con này ra. À rồi, tôi lại biết được cái IQ vô cực các bạn. IQ vô cực, đây là một file xử lý IQ vô cực đến từ vị trí của tộc trưởng nha. Ok, các bạn hãy xem tộc trưởng xử lý cái file này như thế nào đây. Đây là file xử lý cực kỳ gắt, cực kỳ hắc não đến từ vị trí của tộc trưởng Siro. Vâng. Và bây giờ Siro. Hello. Mày đâu rồi? Ôi trời ơi, chay ngu. Ôi trời, tôi chay ngu rồi. Mắc kẹt. Ôi trời. Tại sao cái cửa nó lại mở? Tại sao?
Tao cần một câu trả lời. Không tin được. Cái pha đấy là chết à? Tôi cứ nghĩ là tôi đã có một pha xử lý IQ cực kỳ vô cực rồi chứ. Ai về đâu xử lý mà họ đã thành ngu cực luôn. Thôi trời ơi. Ơ, con này nó vẫn ở đây này. Khiện cái, thằng nó dám đánh mình khiện cái cho nó qua đây coi. Rồi ra đây mày. Đi ra đây. Đi ra đây. Ok, mình hồi nãy xử lý được IQ vô cực rồi, chẳng qua là do lỗi kỹ thuật thôi các bạn. Bây giờ mình sẽ xử lý lại, xử lý lỗi, xử lý lại không sao hết. Ok, đây là một pha xử lý IQ vô cực đến từ tộc trưởng. Bây giờ tộc trưởng sẽ không còn ngu như trước nữa. Rồi, tộc trưởng đã xử lý thành công. Yeah. Tụi lơ. À, hồi nãy có cái nút này mình nhảy lên nó mở cửa cái đầu xanh. Ra vậy. Khi ra là vậy, hèn chứ mình chết. Cái đầu. Không, chung quy lại cũng gì một chữ thôi các bạn, chứ ngu đó. Trời ơi. Làm chết một màn oan uổng mấy người. Ok, rồi đây là SCP phân loại cái gì ta? Sao hồi nãy có cái chữ SCP gì đầu tiên nó có chữ phân loại nguy hiểm á, SCP này không phân loại ta. À, chắc mình phải bữa nào mình phải đi tìm hiểu SCP là gì quá các bạn. Tại vì có rất nhiều bạn yêu cầu mình làm SCP nhưng mà mình chẳng biết SCP là cái gì hết. À, một cái rương ở đây. À, cái cần gạt. Ủa? Cái cần gạt này làm gì? À, cái cần gạt còn mấy cái đồ là cái gì đây? What? Cái TV à? Hello? Còn mấy cái này là cái gì đọc ra được không? Không được. Trời ơi. Cái đâu mà xương người rồi. Ờ, vũ khí rồi cái thứ ghê hả? Trời, cái trung tâm này ghê thiệt. Tàn trữ trái phép ma túy. À lộn, tàn trữ trái phép vũ khí không có hại cho con người. Ghê thiệt. Ờ, súng này. Trời ơi, thôi mình đi khỏi chỗ này các bạn ơi. Ôi sao đi tới chỗ nào có máu hết vậy? À, cần gạt để trên đây. Ok, hợp lý. Rồi. Ờ, đây là mấy cung à. Hello. Hello, mà đập phát á. Không có gì trên đây hết. Mà đây có gì không? Hello. Sao tôi thấy giống mình đi vòng vòng ấy hả? Hello. À, ra được chỗ này rồi này. Trong đây có gì đây? Tội quá. Ok, trong đây có một con chip. Phía sau nó có một cái gì đó tôi không biết. Đây, một cái cần gạt ở đây. Đi thôi. Let me go. Ok, nói chung là hôm nay chúng ta sẽ làm một cái việc rất là vô nghĩa các bạn, đó là It was at this moment that he knew he fucked up. Thôi rồi, ăn rồi, đem bánh rồi. A few minutes later. Đây là tộc trưởng. Tộc trưởng chơi ngu. Tộc trưởng test thử cần gạt. Và kết quả là cần gạt không mở cửa được, đừng như tộc trưởng. Ơi, trời ơi, nãy chơi ngu các bạn ơi. Coi phải để cần gạt ở đây nè. Đợi. SCP-2295. Oh. Máu tùm lum vậy, còn cái con này con gì đây, cái gì đây? Cái này cái gì vậy? Sao cái mặt giống như cái mặt... À thôi, bỏ đi. Giống thiệt, nhìn cái mặt giống thiệt. Ờ, con này là con gì cơ? Nhìn quái lạ nhờ. Ok các bạn biết con này con gì các bạn comment cho tôi biết nha. Trời ơi. Nhìn giống quái thai ghê ba. Rồi ok. Ôi. Khủng long này. Rồi bên đây là. À bên đây đặt dây điện qua bên đây đúng không? Rồi ok. Rồi. Ê thiếu. Thiếu một dây điện. Ủa? Thiếu một dây điện là ở đâu ta? Từ từ để tôi coi. Tại sao lại thiếu một dây điện? Tôi nhớ đây giờ tôi đi là có bao nhiêu cái rương tôi mở hết rồi mà. Khoan từ từ. Theo như cái logic suy nghĩ của tộc trưởng, theo như cái gọi là IQ vô cực của tộc trưởng thì tôi nghĩ là chắc chắn ở trong cái mê cung này sẽ có một cái rương. Tôi chắc chắn trong đây một điều như vậy. Chắc chắn trong cái rương này, trong cái mê cung này sẽ có một cái rương. Và tộc trưởng nó quay lại chỗ cũ. Ôi, tộc trưởng thật là vĩ đại. Đây là tộc trưởng. Tộc trưởng đang đi kiếm rương để tộc trưởng kiếm chìa khóa. Nhưng tộc trưởng kiếm mãi không thấy. Tộc trưởng đi mãi quay lại chỗ cũ. Vâng, hãy như tộc trưởng. Tộc trưởng tiếp tục vào mê cung. Tộc trưởng đi lại cái vị trí hồi nãy. Tộc trưởng tiếp tục đi một vòng. Và tộc trưởng lại quay về chỗ cũ. Vâng, tộc trưởng đang bế tắc. Cuộc đời này thật là éo le với tộc trưởng. Tộc trưởng bế tắc cái mẹ đó rồi. Tộc trưởng đã tìm thấy đường đi. Tộc trưởng quay lại. Tộc trưởng tiếp tục đi tìm rương. À, tộc trưởng đã thấy rương rồi.
trong lưng có một dây điện đỏ. Công chứng mừng, công chứng cười, hết phim. Ok. Rồi, bây giờ vậy là có cái dây điện này rồi, mình sẽ đi đi đâu ta? Từ từ, đâu mất rồi, cái đường nó mất tiêu rồi. Vâng, tổng trưởng tiếp tục lạc. Tổng trưởng tiếp tục đi trong mê cung. Tổng trưởng đi. Và tổng trưởng đang bế tắc với cuộc sống này. Cuộc sống này thật là bế tắc. Vâng, tổng trưởng đã tìm được ra. Chứng vui, tổng trưởng cười, hết phim. Rồi, ok. Ở trên đó có cái lỗ này. Lỗ để làm gì đây? Thôi không quan tâm. Ok. Vậy là đặt thêm cái dây ở đây đúng không? Thì rồi vậy là còn à đây. Ôi hết máu rồi, hết máu rồi. Ơi, ăn luôn rồi kìa. Ok, trên đây bạn này vẫn chặn lắm màn hình rồi. Ok, mình không có lên mình coi full map được. Rồi, thì từ nào. Ủa sao từ cái gì đây? Ok, thì một ngày gọi là khám phá về trung tâm SCP của Rô ở đây là kết thúc rồi. Cái này nói là khám phá không đúng các bạn à. Vâng, đây là một cái tập phim gọi là cực kỳ nhắm xịt của Rô. Một cái tập phim gọi là đột nhập vào trung tâm SCP để trốn thoát khỏi trung tâm SCP. Vâng, nó là hư cấu anh rồi. Ok, nếu bạn nào thích video này thì một like, một share, một subscribe cũng như một comment cho kênh YouTube Shadow Pixel. Và cũng đừng quên ấn vào cho thông báo cái bên cũng đăng ký để nhận thông báo về video mới nhất video nha. Và nếu bạn nào ủng hộ cho video đó mà mình, các bạn hãy làm tất cả những điều trên. Tin tưởng với thêm phần lại trong video đó gồm có WTV, Kuma, Hoàng Mạc Kê Đa, Thịnh Tuấn và Subi TV nhé. Rồi thì bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại những video kế tiếp. Bye bye.